Mình xin chào mọi người nhá. Các bạn ơi, và hôm nay là thứ tư. Nhưng mà mình đã vừa hoàn thành xong một cái video trên kênh chính anh em ạ. Đấy, thì mình vừa edit video xong nhá. Thế là bây giờ mình xuống bên dưới mình xem mọi người. Ở kia thì mình thấy mọi người đang tụ tập, ở kia đang bàn bạc cái gì đấy rồi. Nhưng mà tức là ở video trên kênh chính mọi người ạ, mà mình quay video cả một tuần. Đấy, quay video cả một tuần thì bọn mình sẽ phải là xin phép anh em như mọi lần là sẽ phải edit một cái video từ đầu đến cuối, chi tiết và tỉ mỉ. Nói chung là nó sẽ kiểu sâu sắc nhất đấy, để gửi tới mọi người. Vì thế là ở cái vlog này, vlog mà nó sát với video chính thì mình xin phép là mình sẽ không tiết lộ. Mà nói chung là anh em sang kênh chính của mình thì có thể là biết rồi là nội thất như thế nào, tại vì mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng ấy. Đấy, nhiều anh em mình lướt qua phát thôi, nhìn thấy luôn rồi nó không hay. Đấy, còn nhiều bạn quốc tế nữa cơ thì không theo dõi vlog của mình ấy, thì theo dõi trên kênh chính thôi. Bởi thế là bọn mình vừa làm xong thì mình muốn giữ lại để cho kênh chính có cái hình ảnh mọi người nhé. Hôm nay thì hôm nay thứ tư anh em ạ, nhưng mà mình đang bước tiến vào cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái chi tiết tiếp theo mọi người ạ. Và ở đây mọi người làm gì không biết, nhưng mà cái phần kính chắn gió này mọi người ạ, kính chắn gió này hôm qua bọn mình có nhận kính chắn gió nhất, thì sáng nay bọn mình đã vừa gửi cái kính chắn gió này lên nhà máy rồi mọi người ạ. Thì sai sót là từ nhà máy mọi người nhé, sai sót là từ nhà máy. Bởi thế là bọn mình đã liên hệ với nhà máy thì người ta đã giải quyết cho mình và gửi lên người ta cắt anh em nhé, chứ không phải của mà ở quê mình không có ai cắt. Bọn mình đã thử ra mấy quán cắt kính rồi và không có ai cắt anh em ạ. Đấy thì tại vì họ đang giữ cái phôi của mình mà. Đợt trước mình bảo là mình gửi cả về cho mình nhưng mà họ quên hay sao họ không gửi. Thế là họ đang giữ cái phôi của mình, phôi kính chắn gió này. Đấy, thì họ biết là do bên họ làm sai. Thì bên họ là làm cái mặt mà có mấy cái khung sắt đấy anh em, có mấy khung sắt đấy. Cái mặt nhẵn thì họ lại không làm, họ lại làm cái mặt khung sắt. Thế là nó bị thừa ra mỗi bên là 1.5 phân. Bởi thế là sáng nay thì sau khi đàm phán ok, bọn mình đã gửi lại nhà máy mọi người nhé. Nói chung là gửi lại nhà máy thì họ phải làm lại. Mà cái số tiền thì mình sẽ không mất nữa anh em ạ. Đấy, nhưng mà tiền công của họ làm rồi thì vận chuyển đấy thì không ai muốn là như thế mọi người ạ. Và đương nhiên là không phải lỗi của mình, tại vì bọn mình đã gửi cái khuôn đi rồi. Đấy, nhưng mà thật sự luôn thì cũng không ai muốn vậy, kể cả nhà máy họ cũng không muốn vậy anh em ạ. Tại vì họ làm sai, họ phải làm lại thì cũng họ không muốn rồi. Nói chung là xe Harif. Ô xe Harif ta biết rồi. Ý là nó tự nổ, nó tự nạp cho nhau ấy. Thế là đang phân tích lên cái phương án này giúp. Đây đang thì tắp lô đang thì khoai như thế. Đang định khoai tháng 8 này. Đang định độ lên Harif. Tức là tắp lô làm bảng điều khiển luôn á. À chú. Cái phần tắp lô này nó khá là nhiều chi tiết luôn này. Đây này, tắp lô đồng hồ lại còn lồi lên một đoạn này. Đồng con này nó không như Bugatti. Đồng hồ đặt sản xuất đi chú. Tắp lô làm lắp luôn à? Đâu, xem nào. Tức là cái này phương án tiếp theo là mình sẽ làm luôn và tắp lô à chú? Không thì luôn tắp lô đi đã. Ở đáng là hôm qua có kính về là mình triển khai kính cửa luôn là hợp lý rồi. Nha. Cho nó gọn luôn. Nhưng mà thôi không sao. Anh em thông cảm giúp nhà máy nhé, tại vì là họ cái này họ phải làm lại là cũng chết dở rồi. Cái này thiết kế vậy, phần tắp lô này mình nên làm đi nè, cho nó gọn một cái phần nội thất đấy. Xong làm ghế luôn đi chú. Làm xong phần tắp lô thì thời gian mình chờ những cái này nó khô thì mình làm luôn cái bệ ghế thứ này. Ghế này con này có điều chỉnh vị trí không? Không, như con này 100% không có. Đây này, nếu đây này. Vậy thì em cơ ngồi lái thì lại vì vô lăng này. Ngồi lái thì mình thiết kế vô lăng cái lôi ra luôn vậy. Nó nhỏ lắm, nó không kiểu lên số như chiếc Bugatti đâu. Đây nha. AG à? Vệ công nghệ 3 chú. Đó, đấy. Đây ghế nó này. Đi chuyển lại. Đi chuyển lại đây nhá. Yeah, tôi đồ mấy ông này trông cứ như kiểu ghế này. Đây đây đây, đây cái chữ ở đâu đây? Không, cái chữ đấy. Không ghế này, tìm ghế nó bắt vào đây chưa? Kết đây là cái đai an toàn chưa? An toàn chưa? Ê. Đừng ghế. Nó giữa luôn đây đi. Giữa hành trình đi. Đúng rồi. Nó bắt cái thẳng gối đầu mà. Gối đầu ghế vào này, ba cái đốt lốc này. Xem cái này. Ở dưới cũng có mà. Để em tải chú bố tôi nha. Đây chữ là Ferrari thấy chưa? À, không phải. La Ferrari. Thấy chưa? Ừ. La Ferrari mà. Chữ trông xấu hơn mình vẽ nhỉ. Ừ. Vậy này, tắp lô này. Cái này đang cái đường viền của nó cứ này mình phải thiết kế cái đường viền này xong thằng này riêng. Ô nó méo à? À cái tắp lô chú đang làm ở kia phải không? Ừ. À cái khung ấy mấy thằng này riêng này. Thằng cái thằng cánh gió, thằng hốc gió này riêng này. Cánh quạt.
thằng cánh quạt này riêng này, xong là cái thằng đỏ bên dưới này, máy này thì đơ không còn biết nữa đâu, đỏ này mới lại cái này này là nó liền với nhau. Ui giời, máy này đơ rồi, đánh về đập y rồi, bị đơ. Thế là làm, nhưng mà làm cái đấy thì mình có làm luôn mấy cái quạt giả điều hòa không? Có chứ. Phải làm luôn cái đấy. Tắp đôi, phải làm hết một loạt đấy thì nó mới khớp chứ. Lắp quay máy sấy. Vậy thì nói chung là cái nồi ăn này thì nó có không, có không có nhiều cái chi tiết da mấy à? Hầu như toàn carbon không. Cái mặt trên của nó carbon nhiều. Vậy thì gì nhỉ? Mình phải cái bề mặt ấy mình phải làm thật. Đây đây đây, có người em trên Facebook đây, cái đèn hôm trước ấy, nguyên khối cho anh đấy. Anh làm thật xịn, làm thật nhẵn thì những cơ mình có làm gì sơn hay là bán carbon nó vẫn được. Cái đèn đằng sau ấy, đèn đuôi kìa, không phải đèn đuôi mà là cái đèn gì nhỉ, đèn báo, đèn phanh ấy, đèn báo F1 đấy á. Ở đây đèn vuông, đèn vuông mà vuông chứ không phải là tam giác đâu, tam giác nhỉ, tháo ra vuông mà, thì vuông đi, tháo ra thử. đấy đúng nó rồi, được không? Bao tiền cái này vậy? 100 mấy, 108 sao ấy vậy? Quá quá. 400. 400 cục cất. 200, 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 200
Đấu đấu thử vào xem nào. Ui giời. Ê cái nó nhảy vào. Không nhảy vào đó. Hai dây điện thôi. Đấu là đằng sau rồi này. Đây này, mạch cổ nè. Đây. Mạch cổ đây. Đen đi vào âm, đỏ vào dương. Có hai mấy giây? Hai giây thì cần gì phải... Ba giây. Đấy. Đen vào âm, đỏ vào dương, vàng vào dương. Cái đèn ở vị trí này 3 giây. Ở đây nó có 4 giây mà. 3 giây thôi hả? 3 giây phải chỉ cái này thôi. Mình thì đấu thử vào xem nào. Cứ đấu thử vào đi rồi biết. Ê, cái lắp ở đây à? Ở đây. Đấy. Nó cái lồi kia. Ở giữa cái lồi kia. Đây. Đấy. Ai để như này? Ui giời. Nó đấu thử vào đi xem nào. Chú Vật Lợi vẫn đang hỉ nhá anh em ạ. Tại vì có anh em bảo là mua cái kính VR ấy, kính thực tế ảo ấy. Rồi. Nhưng mà rồi mình thấy là cái app này nó không hỗ trợ. Đấy, kia là chú Vật Lợi phân tích để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Cho dây vàng đấy mà, dây vàng vào dương rồi. Ô, nó màu đỏ chú. Chú Lợi ơi. Nhưng mà ở xe thật nó màu đỏ hay màu vàng? Cứ cho màu vàng đó. Màu đỏ nháy à? Nháy. Nháy. Nè, dây vàng là nháy. Đó cũng được mà chú. Hợp lý luôn nhỉ. Cái đèn này là đèn của một người em comment ở trên Facebook của mình ấy. Thì comment cái link trước thì nó bị hỏng. Link trước là kiểu người ta không còn hàng ấy. Thế link sau sao thì... Sao nó lại bị comment không được ấy? Đưa ra rồi. Chú ra xem cái này ổn lắm không đấy? Cứ vất máy đất đấy. Vất máy đất đấy. Trong tí ra xem AR tiếp. Được đấy. Vuông vừa đây. Vuông vừa mà cháu nhìn thấy vuông vừa. Đây, trời ơi, đây màu đỏ thế. Màu đỏ hợp đấy. Đặt mình đặt bình sát vào xe xong mình ướm vào xe luôn xem nào. Sao nó nhấp nháy vậy nhỉ? Nó có cái công nó có cái công nghệ đấy, đúng không? Không, nó có cái công nghệ đấy, mạch mạch nháy mà. Đúng không? Vậy ngắt bả cái mạch nháy đi. Đi phải mình nháy chứ. Cái này là phải nháy. Cái dán này. Dán tự ướm vào thử không sợ nhỉ? Ừ, sau mình có dán đâu mà, sau mình làm mình gắn cẩn thận chứ ai dán. Được lỗ ra, không gắn nó hẳn chứ. Ừ. Chỉ không có dán thôi. Không ai lại để dán vậy được. Cái trục lỗ vừa này. Không, nó có cái đai này mà đâu rồi. Này. Nhưng mà mình phải thiết kế lại. Ốc này. Ốc này nữa. Đây nha bạn, mua cái đèn này là 200.000. Mình mua trên Shopee nhưng mà shop này shop nước ngoài. Nói chung là không biết đắt hay rẻ nhưng mà mình thấy có mỗi kết quả tìm kiếm là ra này thôi. Tại vì không thấy ở chỗ mà bán nữa đấy, mình phải mua mà thấy nó cũng hợp lý. Nhìn đó. Nó cũng vừa kích thước luôn thì phải. Vừa đẹp đấy. Cái đấy mới vừa. Ê, ngược đấy, thấy rồi. Vậy cũng được. Vậy đúng vậy là đúng đấy. Nào. Action. 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 Cầu tư. Anh đấy mày cắm dây vào cho nó lên. Cái dây vào cho nó lên. Đùm. Ê, nhưng mà nó nháy vậy á. Dây vàng nháy. Ui nhưng mà đẹp nha. Ui nhưng mà đẹp lắm chú ạ. Được cái đẹp nha. Hợp lý luôn, không cần phải chỉnh sửa gì nha. Đúng không? Đẹp
sao ở Shopee lại có cái hộp với mình thế nhỉ? Đây là cái người em cái này phải có cái miếng tỏa dán hoặc là tỏa đều ra như nhỉ? Cực kỳ. Đấy, bỏ cái này ra, bỏ đi nào. Bỏ cái này ra. Ông em comment ở trên Facebook cháu này. Nhưng mà ông em này đang comment bảo là mong mình thiết kế một cái phanh tay điện tử chú ạ. Đấy. Ừ, nhưng mà nói chung là mình tiện thể đấy thì nói chung là cũng thông báo với anh em luôn là cái phanh tay điện tử thì bọn mình hiện tại là không, nó nháy xong nó đổ vậy là được rồi. Nó phải nháy liên tục quá. Nháy liên tục như kiểu là đi mình cảnh báo ấy, đi mình dừng mắt đấy. Lại lập trình. Yeah. Dũng lại lập trình. Dũng lập trình à? Lập trình dưới con này nó nháy, cái này nó chỉ nháy đến tầm này thôi. Nhưng mà mạch của nó giống đây rồi. Mạch của nó lập trình kiểu gì? Con này ra cắt mạch ta chỉ lấy mỗi cái bóng thôi, còn mạch mình chế riêng chứ. Cắt ra. Nói chung là cái phanh tay điện tử thì mấy đứa mình tính sau em nhé. Khi làm xong hết xe thì tại vì hiện tại là phanh cơ mọi thứ nó đang ổn định ấy. Đẹp nhỉ. Cái này đẹp nhỉ. Hợp lý nhỉ. Cháu phải tìm mấy kết quả đấy. Một cái kết quả lần trước là nó không còn hàng. Nó một tuần sau nó mới báo là đơn hàng của bạn bị hủy. Ô, do sốt. Màu khác đi. Màu khác. Anh em thấy ổn áp không? Mày cứ dập cho hai pha phát đèn thử. Cực trị. Màu đỏ thôi. Hôm nay thì mấy chú cháu vừa làm xong video. Nên là cũng đang rất là mệt anh em ạ. Ngồi nói chuyện với anh em cũng như là chia sẻ. Cái này vừa về sáng nay. Màu đỏ bằng vàng. Đỏ vàng cứt. Không đỏ hẳn. Đấy, cái gì? Đỏ này đỏ. Đấy. Chập. Đấy, đấy mới đỏ hẳn. Bung ra, bung cho đèn mờ mờ thôi. Mờ mờ cháy sao đúng. Cháy sao được. Cho mờ mờ cho anh nữa. Cho mờ mờ cho anh nữa. Cho vừa thì nó vừa ánh lên. Cho mờ mờ cho anh. Cho mờ mờ là cho anh nữa. Không cho mờ được chứ. Cho ít điện nó. Ít điện nó. Cho ít điện nữa. Đẹp á, cái này vừa. Đây, đi đỏ vừa xịt. Nha. Hợp lý hóa luôn nha. Cái này vào ban đêm nó sáng lắm. Cái này lắp cái đèn đuôi của mình vào nữa thì xịn luôn. Vừa đẹp, cái đấy chỉ vậy thôi. Cái này sáng trong nhà, mà cái này đèn này có phải đèn soi đâu mà đèn phanh mà. Đèn đuôi mà đuôi sáng quắc như kiểu đèn pha thì cũng mà loạn. Đèn phanh. Vậy. Thuộc dạng đèn cảnh báo đấy. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 15 bóng. 2, 4, 5. 15 bóng. 3, 5, 15. Ừ. Anh em thấy ổn áp không? 245 dọc đường ngang nhân 3 năm 25 15 hả? Gì? 25 dọc đường này thì 3 hàng thế, với lại 5 thì người ta đếm dọc ngang ra. 5 mới còn đôi 3 rồi. Đẹp phết nhỉ. 245 315 dọc tính ra. Ôi đấy em cất đi thôi mới nợ chứ đừng để luôn. Quá hiểu. Đi thả ra hết sức. Đi. Ô cái này chắc nhỉ? Nhưng mà xe mà cẩn thận thì mình không dính cái kéo được, ai dính kéo phải không? Chắc thì chắc nó cũng không thể nào mà kiểu. Nhưng ô tô thật ai đi dính kiểu vậy đúng không? Có gì? Đúng không? Yeah. Những người ta thiết kế ra vậy thì chắc là nó dính. Không nhưng được. Mà ô tô thật nó phải bắt vít. Đi ba hôm mới rụng là đi tốc độ 900 cây một giờ mà nhỉ. Chúng nhưng mà nó còn dây điện nó buộc lại. Ơi kéo này. Ui, thân tiếng rồi. Nguyên để mà dám. Dám gì chú? Đâu nhiều cơ lắm mồm mà bịt mồm. Ok phết nhỉ. 200.000 một cái đèn này thì không biết đắt hay là rẻ. Anh em cho bọn mình xin một ý kiến nhé. Nhưng mà đẹp đúng không chú? Mình thấy đẹp thì còn anh em mình biết thì mình thấy nó hợp mình là thấy đẹp. Nhưng mà ở chỗ mình không có chỗ nào bán cái đấy đây. Chỉ ra à, đây đây vào. Đây là cái hình đầu tiên rồi phải không chú? Nó sẽ méo như này à? Nó méo là nó méo ở cái đoạn khung thôi. Chứ mở cái app. Tức là đoạn này là nó sẽ phồng lên đúng không chú? Nó sẽ để khoảng trống để cho mấy cái bảng đồng hồ ấy. Nó thụt xuống ấy. Thụt xuống à? Xe đặt đâu rồi? Để đâu mất tèo. À đây. Phần mềm này cũng phức tạp lắm. Mình các bạn phải ra đúng vị trí mà mình thả nó xuống cơ. Như đây là cái đường... Đâu? Sao lại cái hình méo vậy nào? Cho anh em xem nào. Mới sao cũng vòng vòng. Đây thì nó là cái đường này này. Đúng chưa? Nhưng mà tốt nhất là chúc vào trong thì dễ hơn. Chúc ấy. Đây. Chúc xong rồi cháu quay cho anh em xem chứ chú lòng vòng. Đường G. Đây. Vậy chưa? Thì anh em hình dung hơi dễ hơn này. À. Đây cái đường G đây này. Cái cây sắt vừa rồi đây.
Anh ra đi trong đây. Những chi tiết cánh quạt này mới thật sự khó này. Cánh quạt. Trên thị trường có sẵn cái quạt kiểu cửa gió điều hòa ấy nhỉ? Không. Có cái đít máy sấy này. Nhìn sấy. Ai lại chỉ đít máy sấy mà không chứ nhỉ? Cái này phải thiết kế một là nhựa PVC đấy. Làm nhựa PVC. Bắt ông cho chuẩn. Bắt bảy đó. Nhựa PVC nhá. PVC. Ờ đúng nhựa đấy, chữa chắc cái nhựa. Nhựa đấy cứng đấy. Cái nhựa đấy xong mình dán, mình cắt cánh là mình dán bên trong bùng cái keo của nó đấy, chắc lắm. Có lắp motor nhá quay. Thì cái này ví dụ mình làm cái đường ống không? À. Xuống dưới này xong rồi cánh quạt ta thổi lên nó thổi vào chỗ này cũng ra, chỗ này cũng ra, chỗ này cũng ra. Nó là điều hòa mà. Cái điều hòa là nó lại lắp kiểu vậy. Nó là điều hòa. Đây thì nó, mình xuống sâu một chút thì thấy tất cả những cái đấy là nó cái cổ liền xuống dưới cái khoang đỏ này luôn này. Đây nó có cái cổ dưới thì. Đầu nó ngoáy được không chú? Nó đi cùng một... Không, đầu này không ngoáy được. Đầu này nó không ngoáy được như là sân vận động của Qua Ta. Ừ. Đấy chưa? Chỗ này góc ở mét đường trên thì nhìn xuống thì trông cái cổ này rõ hơn này. Nó liền vào mấy cái khu vực này đây thì những cái nút nút thì chắc có, điều hòa. Mẹ cũng có cái cổ tua bin này chú ạ. Có không? Có, mẹ cũng có tua bin này. Mẹ xịn xịn đấy. Tụi mẹ đều giống đấy. Cái này hơi kỳ công. Mẹ cũng chẳng có mẹ đều. Cái nút nút đấy mới là... Nút thì nút luôn. Hàng khó nhất là cái cánh quạt này. Nguyên lấy hàng cho anh ấy. Tí nữa có gì anh gửi tiền. Khó nhất cái bọn cánh quạt, cái phần này. Nhưng mà nó cái này nó không phải carbon. Hình như nó da sao ấy. Đây là mọi người trông rõ đây là carbon là ok nhất đây này. Đây là carbon rồi. Đây này. Hai cái bàn dậm bước chân vào đấy. Đúng. Đấy. Bàn dậm ấy. Tàu mình gọi bàn dậm, xe này chỉ gọi là cái bước vào xe nó gọi là cái gì? Hôm nọ trong bộ là bờ thì có ông phản đam rồi đấy. Bờ. Bờ cửa. Biết là giống lộ gửi đồ hàng mình viết địa chỉ dài, địa chỉ gửi đích dài. Rồi. Đâu này, địa chỉ em đấy thì gửi đấy chứ ai bộ gì. Địa chỉ người ta phải gắn bộ. Công nhân con này áp này máy này là chịu nặng tải không đẩy được lên. Máy nguyên mất đi rồi, máy nguyên mua lắm tiền mà mất đi rồi. Cứt vật đi rồi. Xem phim. Hay là phải thoát ra. Làm vào lại cái app này. Như vậy thì mình phải thiết kế cái khung cố định luôn chứ. Làm giúp cái này đi. Để làm cố định luôn chứ. Không. Mình phải làm tháo lắp. Làm như cái xem những cái video người ta làm lắp tắp lô đấy. Người ta lắp đẹp lắm. Người ta đưa cả cụm mà về. Đưa vào lắp. Xong rồi cụm khác lại đưa vào lắp ghép. Nhưng mà cái này cơ, cái cây sắt này thì mình là cây, nó đã xét à? Cây sắt này, sau này là cái bên dưới này là đã xét. Còn mình dán là dán bằng mặt bằng cái này. Xong mình bắt vít một lớp đầu tiên để cho bát cứng. Xong rồi lớp thứ hai mình bắt đầu là phủ mất cái đầu mũ ốc ấy. Phủ mũ ốc đi. Ừ, phủ mũ ốc đi, xong bắt đầu mình để nguyên thế này. Xong cơ lắp là lắp cả mà cái cụm này mình lôi ra ngoài. Xong rồi lắp vào, lắp bê cả cái cụm mà có cả cái quạt đường không hoa. Cái cụm với cái quạt thì lại là một mô đun khác, lại riêng luôn. À, cái mặt dưới đúng không? Cái đấy là cái mặt, cái này là cái mặt của cái đầu tiên. Xong cái kia lại để lên đấy này. Không, cái kia là đút vào. Cái kia là lắp đút vào đây. Đút vào á? Ừ, khóa. Xong cái gầm dưới đấy, gầm tầm mà đổ cái nãy đấy, vâng. Thì là lắp bên dưới là lắp đút vào đây. Xong một cái cánh quạt đấy. Cánh thì là bên trên, ừ, cánh quạt bên trên thì bắt đầu mới đè vào mới bằng cái này. Tức là cái này phải lắp làm 3 cấp. 3 cấp. Ừ. 3 cấp thì mới được. Chứ lắp 1 cấp thì là những cái chi tiết nhỏ đấy là rất khó vào. Không làm, ý là mình cũng không làm được kỹ ở trong đấy. Nếu mình là phân ra thì mấy cấp vậy thì ví dụ những chi tiết mà đây. quạt đấy mình tháo ra mình làm kiểu làm rời được. Ừ, mình làm xong rời mình lắp vào, nhưng mà nói chung là mấy cái chi tiết đấy mới là cái tốn thời gian cơ. Đấy đúng rồi. Không đơn giản đâu. Cho ban đầu mà là bỏ cháu nghĩ là mình làm xong cái tắp lô này phải mất đôi tuần ba tuần đấy. Không, tắp lô này mình cố gắng làm theo càng nhanh càng tốt. Ừ, nhưng mà ý là lâu ấy. Ừ. Còn cái này. Không, mình không làm như con Bugatti thì ngày xưa là mình khênh một phát bụp một phát vào luôn. Bugatti thì mình làm theo kiểu nó không có tháo được. Bugatti là mình tháo còn luồn luồn thôi, mình luồn dây vào giữa thôi. Xong là cơ tháo là tháo hẳn phát luôn. Tháo con, cả con xe này thì ở xe gốc của nó cái phần lưng này nó cũng là liền,
Bởi thế là mình thiết kế ở cái phần nội thất này là cái phần lưng của mình liền. Phần lưng là liền. Đấy, nói trước cho các bạn biết, tại vì các bạn xem video trên kênh chính các bạn lại bảo là làm sao làm thao lắp. Thì cái đoạn phần này phần cặt A này có một tí cột A này thì cũng là nó liền vào vỏ hết. Nó là khung rồi thì vào cabin. Nó là khung. Nó không phải là vỏ xe. Đúng rồi. Nó là khung cabin, chẳng qua là mình không có thì mình giả carbon. Còn cái này là tháo lắp hết, riêng tắp lô phải làm tháo lắp chứ mình không làm như con Bugatti ngày xưa. Làm con Bugatti ngày xưa là cứ tháo ra là rất là mệt, mà muốn chữa hoặc muốn làm cái gì trong này cũng không thể luồn tay được vào. Với lại là những cái chi tiết nhỏ này nó không sắc nét được. Cái cửa này hồi đấy mấy ông anh làm ra giúp mình ấy thì cũng bảo là cũng kiểu cái kẽ đấy dắt rất là khó. Mà nói chung là làm như thế nó chỉ là kiểu theo kiểu mình dính và mình dắt vào thôi đấy. Đúng rồi. Nó không được theo kiểu là mình may mình ôm từng chi tiết một thì nhìn nó sẽ hoàn thiện và tốt hơn. Con này con này thì phải con này thì nó ở trên cái mặt táp lô rồi, nó cũng không phải là carbon. Hình như là nó cũng là da đen hay sao? Hình như là cái kiểu da một là da, hai là nhung gì ấy nhỉ? Một là da, hai là nhựa cao cấp. Tức là nhựa cao cấp trông nó màu đen đấy thôi. Nhưng mà như mình thì khả năng để gì làm da cho nó đẹp không? Làm da đen cũng được. Da đen cái mặt này. Nói chung con Ferrari này anh em ạ, nội thất của nó thì nó sẽ không cầu kỳ như chiếc Bugatti Chiron của mình ngoài kia đâu. Nhưng mà nếu mà bản gốc của nó đấy thì nó đắt tiền. Tại vì cái nội thất của nó toàn carbon luôn. Đấy, nguyên cái cabin, cái khung cabin này này mà bọn mình vừa làm xong em trên video chính ấy, ở gốc nó là carbon anh em ạ. Thì đắt tiền đấy. Thì chú cháu mình là vừa hoàn thành video vào sáng nay. Thì đây là buổi chiều thì vừa mình edit xong ấy. Edit sáng nay là vừa edit hoàn thành xong cái đoạn cuối của nó, video từ hôm qua rồi, edit từ hôm qua rồi. Sáng nay thì với chú cháu mình vừa hoàn thành xong. Đầu buổi chiều thì chú Lợi đang phân tích, chú bảo là sẽ làm luôn cái phần táp lô này để cho nó liền mạch, cũng như là hoàn thiện cái phần gọi là khuôn nội thất này mọi người ạ. Cái phần nội thất cho nó gọn hết đi. Chứ ví dụ được cái phần tựa lưng xong mà ghế chưa có mới lại gì, trông cái xe nó vẫn kiểu trống trống. Đúng kế hoạch thì là mình đi đến đâu cho nó gọn đến đấy luôn. Đúng kế hoạch thì là hôm nay là sẽ chuẩn bị lên phương án bắt đầu vào phần kính cửa cũng như là kính chắn gió. Đấy, nhưng mà vì kính cửa thì vẫn còn ở chỗ mình, nhưng mà tại vì chú Lợi nhìn thấy là muốn là làm cho nó phần nội thất này nó được gọn gàng ấy. Với thứ hai là để cho người ta làm kính xong hết á, để xem thế nào á anh em ạ. Tại vì cái này người ta vẫn chưa làm xong mà mình nói chung là cũng thanh toán tiền rồi. Tại vì thanh toán tiền rồi mới lấy kính này về. Đấy. Nói chung là lo thì cũng không lo lắng lắm, tại vì bọn mình cũng đã từng hợp tác với lại cái đội công ty làm kính này vài lần rồi, đặt kính rồi nhưng mà không sợ lắm. Nhưng mà nói chung là mình cứ để cho người ta làm xong hết đã rồi mình mới bắt đầu mình mới sử dụng được, đúng không? Đúng rồi. Đấy là câu chuyện của chú cháu mình, cái loại xe thiết kế này nữa mọi người. Mình thì vẫn đang úp video trên nhà, Nguyên đang xử lý đằng sau kia đấy mọi người ạ. Hôm nay thì chủ yếu là chia sẻ với anh em như thế. Hôm qua nhiều anh em bức xúc về cái phần kính chắn gió quá, nhưng mà anh em phải thông cảm. Nói chung là nếu mà tức thì chú cháu mình mới là người tức anh em ạ, tại vì tiền thì trả rồi, khuôn thì cũng đã gửi y án như vậy rồi, nhưng mà người ta làm sai thì nói chung là mình trách móc thì cũng được cái giải quyết được vấn đề đầy gì cả anh em ạ. Thì tốt nhất là cùng tìm ra cách giải quyết và hướng giải quyết tốt nhất đấy. Và như ngày hôm nay thì bọn mình đã sáng nay đã gửi lên Hà Nội mọi người nhé. Ok, chắc là cũng sớm thôi bọn mình sẽ lấy được kính về. Chú đây ạ. Cái này cái mua về ta đi. Quần áo cái đồ này sơ mi. Dũng bảo ấy. Mua về đi cái này, phải. Sơ mi. Ai bảo đồ làm xe đấy anh em ạ. Đấy. Ê, sơ mi đấy, áo sơ mi đấy. Sao áo Dũng áo lên thế nhỉ? Áo này Dũng áo đi tù thế nhỉ. Đấy, áo làm xe anh em ạ. Áo phòng sạch. Hôm trước Dũng bảo thì mình. Ôi sao màu trắng á? Áo sơ mi á. Áo sơ mi rồi. Ai bảo? Sơ mi đấy. Áo làm bụi mà. Hoặc là thử xem nào. Vậy. Ngoài hôm mình mài bụi đấy đấy. Vậy cái không được bọc. Không sờ sờ đấy. Đúng rồi. Không sờ sờ nó một cái à. Kiểu như phòng dịch ấy. Đấy chú mặc cái gì? Ở đây chú lại mặc vào thử xem nào. Cháu có vừa không, cháu mua cùng một size nữa đấy. Dũng nó gửi cho cháu. Dũng gửi cho cháu cái link này kiểu vậy cháu đặt. Vậy à? Cái màu xanh nó kiểu hơi giống mấy ông mặc dịch dịch ấy. Đồ tết. Đồ tết. XL.
bọn mình đang chuẩn bị cái này được, cái này bụi nó không bám này. Cái này tôi dịch mua bộ cắt tóc được ấy. Cái này giặt được. Nó ghi ở trong đấy là giặt được mà. Anh dịch mua bộ này mày cho sợ ta cho khách cắt tóc đấy. Giặt được dùng được nhiều lần. Có đồ đọt Tết được quá. Mày mày mặc quần bộ quần áo này hôm nào quay video cho lại ra đường kia. Hôm nào mang cái Ferrari ra đường. Mấy chú cháu mặc mày hết. Hôm nào ra đường mặc kiểu này. Chúng lời ạ. Được đấy. Hôm nào ra đường ấy. Áo này có phải hay đấy. Sợ hợp lý không? Nhưng mà ra đường mặc phải hợp lý không? Được. Mua đâu? Mua cho hai đứa kiếm nữa nha. Anh em ạ, đây là bộ trang thiết bị để bọn mình chuẩn bị cho công việc đấy. Thì Dũng bảo mình mua bộ này thì mình thấy khá hợp lý. Giá dáng chứ Dũng. Mày đỡ bụi đây. Phòng sạch. Đó. Áo phòng sạch. Thằng kia nó bảo là giống nylon. Thế là cháu nghi giống áo mưa đấy. Áo mưa thì chết giả, đắt tiền vậy anh về. Mày đi. Thôi cái vải này nó. Mày đi. Mày đi. Vải này bí á. Bí á? Vậy nóng chết. Chưa. Nó bí vậy nó không lọt được bụi vào trong ấy. Không, cái này nó để thuận lợi cho mình nó ấm. Được cái mùa đông. Mùa đông nhỉ. Chết không em? Chết không? Không. Không chết á? Ôi ôi. Chết chưa lại chết hết nhỉ. Kìa dám một cái sợi kia tạm kìa. Đấy vậy. Hợp lý không? Chụp bức ảnh ấy. Ra đường đi. Bà ông chạy vòng vòng quanh ngoài đường nhau người ta bảo sao? Em ơi. Mỗi ba bộ thôi. Ba bộ thôi à? Ừ, mua ba bộ ông chung. Đắt tiền quá. Anh không? Không. 400.000 ba bộ thì phải không? 450. 446.000. Có cái gì không? Bên trong có gì không? Đây có cái này. Bút à? Bút của mình nhé. Bút của cháu mua đấy. Quán này có. Ý là có cái này để dắt bút này. Bút. Đâu bụi. Cái này nó có cái form này vừa nhỉ. Mọi người thấy ổn áp không? Hợp lý, có đồ chơi Tết đấy chú ạ. Mua cái này mà mặc mấy hôm làm. Hợp lý không? Nhìn chú lợi tròn chú chết Tết nhỉ. Chú lợi thích. Chết không? Chết. Ấy, xoay gương đi. Được á. Đeo khẩu trang cái vào mấy đại kính vào nữa thì không kín mít luôn nha. Như vậy phòng mình cứ hút chuẩn nữa là ngon. Đây nha, bao nhiêu hôm nay là ui nóng lắm. Nóng quá nha. Hôm nay buổi sáng mặc áo mùa đông nữa mặc được. Mùa đông mà mặc áo cộc tay bên trong thôi. Những hôm bụi cái này chuẩn bụi. Nó có hút được vào trong nhưng mà áo của mình thì nó còn có cái này kiểu như cái ô nha. À làm xong mình xịt luôn. Đi ra đường, chú đi ra đường đi. Không, cái này nó hơi. Chú ra đường thật đấy. Ra đường cái cười đấy. Chú ạ, ra đường cái cười đấy. Ui, mấy đứa ăn nào. Lấy cứ tụi mình vô đám quay. Không ai biết mình là ai cả. Em mặc bộ này không? Không. Ai cũng nhìn chú. Cái này mà cái mùa dịch là trước ấy. Mùa dịch là trước mà đi về là toang đấy. Là người ta cũng đồn thổi. Đây là phòng dịch cho. Em thấy chết không? Hả? Quá chết rồi, đấy đi chưa? Chết đấy. Phòng sạch. Đấy người ta nhìn kìa, đấy người ta nhìn kìa. Rất vải tốt rồi. Cái này tức là nó. Nào, 1, 2, 3 500 suất thứ nhất chú nhá. 500 suất thứ nhất. Anh em lên đây anh. Nhanh chút hả? Lại chim đi. Anh ơi, anh ơi. Đây là hôm nay là. Quá đủ các loại size. Đây là size XL. Đấy người ta nhìn. Chiều cao là thoải mái quá. Nói chung là quần áo mặc này là đi dự gì nhỉ? Sự kiện rồi thì đi kiểu cũng các thứ quan trọng được ấy nhỉ. Đúng không? Bộ này mặc
rất là hợp với lại nhiều tình huống trong cuộc sống anh em nhé. Anh em mặc đi ăn cưới này, đấy, đi sinh nhật. Hơi thấp. Yeah. Đi học lớp các kiểu. Nó nói lên cái sự sang trọng và cái sự cẩn thận của mình. Đó. Thì nói chung là cái áo bộ quần áo này mà đi ăn cưới hoặc đi như kia người ta bảo là công tác phòng dịch rất là tốt, chính xác. Thời gian là dịch Covid-19 nó vẫn còn tồn đọng, nó không luộm thuộm, nó rất là gọn, nó gọn gàng, nó phù hợp với thức thời trang, thức ăn thôi vào nó. Đây ta nhìn. Chú Thắng. Phù hợp. Nó phù hợp. Nó sẽ phù hợp với một đôi Jordan 4. Thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, rất là thời trang, sang trọng. Hello. Mặc về mà đi ăn cưới thì đúng là nhất luôn nhỉ. Thôi, à, cháu đỏ hết mặt rồi. Em nó đang đưa trên phút đốc, đang nhìn. Người ta nhìn. Thôi ghê vào đi chú. Người ta bắt đấy. Cái này làm bụi nhá, nó tỏa lên thoải mái. Ổn ổn không chú? Được. Được, được. Bộ này được cái vậy mà không biết ngày xưa không biết được mà mua nhỉ. Đó. Không biết. Đó. Mình cũng không làm nhiều. Ý là mình chỗ mình không có tìm hiểu về nhiều ấy, thế mình không biết. Dũng nó gửi cho mình thế mình biết. Nhưng mà còn hơn bụi. Hơn bụi. Nhỉ. Yeah. Bụi nó rặng ơi là rặng đấy. Nóng quá thì cởi mặc áo mưa rồi cái thế mưa nó bí các bạn vậy. Nóng nếu mà nóng quá thì mặc áo này luôn, còn mặc quần bộ này nữa này, nó nóng này chứ còn nếu mà chắc ngật hay thì đó thôi, mặc cái này nóng đấy, nó vẫn nóng đấy cực đi. Tức là cái này đây về bộ này mặc về đây cái lượng mình cho vài thổi nó có ra đâu. Đi ăn cưới hoặc đi họp lớp các kiểu anh em ạ. Nói chung là nếu mà anh em mà cứ mua 3 bộ này về mặc 400.000 thì đi sự kiện đám cưới đám hỏi rồi thì nói chung nhìn nó sạch sẽ đấy. Nói chung là đầu tiên mình cứ tưởng là sọc sọc những từ áo bệnh nhân. Hoặc là áo sơ mi. Nhưng mà hóa là dài nhỉ, cho buồn cười. Chất phết. Kiểu mình mặc về ra đường người ta buồn cười. Chất phết đấy. Hợp không? Nhớ nhỉ. Cái này mà chụp trước mùa dịch là bảo là phòng dịch đấy nè. Yeah. Nhà đấy đã bị làm sao rồi nè. Đúng rồi. Ok mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi vlog ngày hôm nay của chú cháu mình. Đây là những chia sẻ của với chú cháu về công việc cũng như là một số vấn đề xảy ra ngày hôm qua. Đấy, kính không ổn rồi thì sáng nay là vừa làm xong video nên là bọn mình không quay được cái cảnh làm mọi người nhé. Cảnh làm là bọn mình xin phép anh em giữ bí mật ở trong video chính. Anh em chưa xem video thì có thể sang kênh chính của mình ấy để xem cũng như là cho mình những cái đánh giá, những cái ý kiến vào cái phần bình luận của video chính mọi người nhé. Còn bây giờ thì vlog cũng phải kết thúc ở đây, trời khá là tối rồi. Với chú cháu mình hôm nay có đồ mới thì sẽ phải kết thúc video sớm sớm một chút và đi ăn mừng mọi người ạ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Trong thì bên ngoài có vẻ đẹp lắm mà cởi ra là ngoài thì có vẻ đẹp lắm ấy, nhưng bên trong cởi ra thì kẻ lỡ viêm la hắc lào. Được chú, ổn áo không nhỉ? Yeah. Ok. Nhưng mà vậy thì đánh dấu tên mỗi người. Đúng. Ông ngồi nách cô chân ông thì đít có giòi nữa cơ. Ông này có giòi nè. Ok, đánh dấu vào nhá. Bây giờ thì bọn mình xin kết thúc vlog ở đây nhá. Mọi người sang kênh chính của mình để ủng hộ video hơn một tuần qua của chú cháu mình đã hoàn thành mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.